BYD e2 là mẫu ô tô điện cỡ nhỏ mang kiểu dáng hatchback đã lần đầu tiên trình làng vào năm 2019. Sau 4 năm, hãng BYD đã chính thức bổ sung phiên bản mới của dòng ô tô điện này ở thị trường Trung Quốc. E2 thuộc dòng sản phẩm Ocean lấy cảm hứng từ đại dương của hãng BYD. So với phiên bản cũ, BYD e2 2023 thay đổi đáng kể về thiết kế ngoại thất nên trông trẻ trung và hiện đại hơn. Cụ thể, BYD e2 2023 được trang bị khu vực chính giữa đầu xe đóng kín, tích hợp logo của hãng ô tô Trung Quốc. Bên cạnh đó là cụm đèn pha LED nhỏ gọn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày và nối với nhau bằng nẹp màu đen nằm vắt ngang đầu xe. Chưa hết, BYD e2 2023 còn được trang bị khe gió màu đen cỡ lớn, chia thành 3 khoang ở hai góc cản trước. Bên dưới là hốc gió, trung tâm hình thang khá rộng. Nhìn từ bên sườn, BYD e2 2023 gây ấn tượng với những đường dập gân nổi bật và bộ vành hợp kim đa chấu phối 2 màu. Thêm vào đó là tay nắm cửa, ốp gương chiếu hậu và anten vây cá sơn cùng màu thân xe, ba gờ nóc màu bạc cũng như nẹp trang trí màu đen trên cửa. Cổng sạc của xe nằm trên chắn bùn trước bên phải. Phía sau BYD e2 2023 xuất hiện cụm đèn hậu LED hình tam giác, nằm vắt ngang đuôi xe. Cản sau của xe được tích hợp đèn phản quang và đèn lùi, cũng như khe gió giả nằm dọc ở hai góc. Bên dưới cản sau còn có bộ khuếch tán gió giả màu đen. Theo thông tin đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, mẫu ô tô điện này có chiều dài 4.260mm, chiều rộng 1.760mm, chiều cao 1.530mm cùng chiều dài cơ sở 2.610mm. Tương tự ngoại thất, nội thất của BYD e2 2023 cũng được làm mới với thiết kế thời trang hơn. Nội thất của xe được áp dụng phong cách đơn giản và thể thao đặc trưng của thương hiệu BYD. Mẫu ô tô điện này được nâng cấp với ghế thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8.8 in và màn hình cảm ứng trung tâm 10 in bản Charmin hoặc 12.8 in bản Luxury. Cả hai loại màn hình đều có thể xoay ngang hoặc dọc, tùy theo nhu cầu sử dụng của người ngồi trên xe. Theo hãng BYD, màn hình này mang đến trải nghiệm xem video và chơi điện tử tốt hơn cho người dùng. Thêm vào đó là hệ thống kết nối thông minh DiLink, cung cấp các tính năng giải trí bằng âm thanh, hình ảnh hoặc định vị. Với tính năng điều khiển bằng giọng nói, người dùng có thể dễ dàng thao tác các tính năng khác của xe. Chưa hết, người lái có thể dùng khóa Bluetooth hoặc khóa NFC trên điện thoại thông minh để mở cửa xe. Thông qua ứng dụng trên điện thoại, người lái cũng có thể điều khiển xe từ xa. BYD e2 2023 sẽ được trang bị motor điện có công suất tối đa 70 kW khoảng 95 mã lực và mô men xoắn cực đại 180 Nm. Trong khi đó, cụm pin Blade của hãng BYD với dung lượng 43 kW cho phép xe chạy được 405 km sau một lần sạc đầy pin. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm BF Platform 3.0 của hãng BYD, mẫu ô tô điện này sẽ đi kèm hệ thống bơm nhiệt hiệu suất cao tiêu chuẩn, sử dụng công nghệ làm mát sưởi ấm trực tiếp để điều tiết nhiệt độ của pin. Nhờ đó, quãng đường di chuyển của xe sẽ được cải thiện 10% vào mùa đông. Tại thị trường Trung Quốc, BYD e2 2023 có hai phiên bản là Charmin và Luxury với giá bán lần lượt khoảng 350 triệu và 374 triệu. Với mức giá này, xe có giá chỉ ngang bằng ô tô hạng A tại Việt Nam, như Kia Morning hay Hyundai Grand i10.